Đây mình xịt dập hai kích thích sù riêng lão nha cả nhà. Thuốc này là quan trọng nhất, cái khâu này quan trọng nhất. Thuốc này xịt vô là nó sẽ lú bông liền. Lúc sáng nó trời gió quá cả nhà, xịt nó lâu nó hơi khó một chút nha cả nhà. Cây nó rất là cao luôn á. Cây này nó cao khoảng từ 15 mét nha cả nhà, nó rất là cao luôn á. Nó lão quá rồi, nó có nhánh ra ở trên đọt không cả nhà. Phần thân thì nó bị trụi trang, cây này rất là lão luôn. Rồi mình xịt kỹ nha cả nhà, nước ướt thấm luôn. Này mình xịt kỹ thì nó mới đều nha cả nhà, thì nó ra bông nó mới đều. Mình sẽ xịt vào thân gốc nhánh cho đều cả nhà. Ướt thấm luôn. Mình ra tới ngoài ngộ luôn cả nhà. Ướt còn nhiễu nước đập luôn nha cả nhà. Thường xịt thuốc vào buổi sáng tốt nha cả nhà, xịt thuốc kích thích buổi sáng mới tốt, còn buổi chiều không nên xịt. Buổi sáng là nó trời nắng lên nó thuốc kích thích nó sẽ thấm vô trong thân nhánh nha cả nhà. Trời hơi gió xịt lâu quá cả nhà. Cả nhà thấy không? Cây này lão quá chừng lão luôn. Rất là cao luôn cả nhà. 4 mét rồi. Cái cần xịt cái 4 mét mà không tới luôn cả nhà. Cao cả đó cả nhà. Trời nắng buổi sáng nhìn thấy đẹp trời cả nhà. Nắng này xịt ok luôn cả nhà, thấm 100% luôn. Qua đây đi. Cả nhà thấy ha, cây cao gì mình cũng dùng ghế nha, ghế khoảng 4 mét mình bắt lên nữa cả nhà, mình mới xịt tới trên ngọn nha cả nhà. Cái này cũng rất là hơi cực nha cả nhà, nước là nhiễu mương đập luôn cả nhà. Mỗi lần xịt thì mỗi lần khó nha cả nhà. Xịt cái khâu này nó rất hơi cực chút, mà sau này nó ra bông thì nó sẽ đậu nhiều cả nhà, ra bông nhiều. Tới trên nên cả nhà thấy xịt tới trên ngọn luôn cả nhà. Quan trọng thì cái máy mình nó sẽ mạnh, máy mạnh thì xịt nó xa sẽ đều hơn nha cả nhà. Okay. Video tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.